Xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở xã Phước Lý, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Và bây giờ Khương Dừa với lại bạn Bình với bạn Vân sẽ tổ chức một cuộc thi vô cùng thú vị. Đó là mình sẽ hái mận với ai nhiều hơn trong vòng 2 phút ha. Ok. Nhưng mà mình sẽ không hái bằng tay. Mình hái xong rồi mình bắt đầu mình thi coi đứa nào ăn nhiều hơn. Mình cũng không ăn bằng tay luôn. Nghĩa là hái là một cuộc thi và ăn là một cuộc thi. Nó tính chung thôi. Thí dụ anh hái nhiều anh được nhiều trái thì anh được 3 điểm. Em hái tiếp theo được 2 điểm, được 1 điểm. Rồi tôi lát tôi tính trong vòng 2 phút thử nào ăn được nhiều hơn. Mà không dùng bằng tay. Không dùng tay nha. Không nhờ hái giùm luôn nha. Thử mình hái. Hái bằng gì? Mình hái gần gì mình hái. Rồi giùm. Hái không miệng hả? Con hái không? Phụ sao? Nè gấu hái phụ ba nè, hái phụ ba nha. Nhất ngò mình có, mình không có người trợ giúp vậy. 3 phút ha, 3 phút đi, 3 phút rồi coi nào hái nhiều nha. Cắn bằng miệng á. Để lửa cho nghĩa 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 này chứ. Chín nha, không hái xanh nha. Hái xanh thì ráng ăn ráng chịu. Em bình kia rồi, em đứng đây. Số lượng tính theo trái nha. Trái nha. Trời ơi, mình chưa bắt vô, chưa bắt vô hai này dễ quá. Vớt giờ con giục đi. Rồi chuẩn bị nha. 3 2 1 bắt đầu. Trời, hai lần chậm. Ủa, quên không dùng tay nha. Không đơn giản à. Gấu đưa lên. Sao nó cao không vậy? Từ từ. Nhỏ nào sao sợ vậy? Đau quá. Đây là tìm cách tàn phá cái cái mặn. Đau lên, cao quá sao hắn? Nhảy lên mình đớp như cá chai vậy đó. Cá chai đớp ứ ử hả? Ây da. Bình thì hái gì vậy? Em chưa hái được đó. Ông làm được chứ. Số lượng tính bằng cái nha. Cái rồi dạ, chưa anh. Chưa mấy phút mấy à. Hết giờ. Ủa, hết giờ hả? 2 phút hả? 2 phút rồi. Cái 3 phút hết rồi. Rồi đếm đi. Hết rồi. Nhìn nó biết anh nhiều hơn rồi không? Đếm rồi, đếm rồi, đếm rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu đếm đi. Cho mình đếm trước á. Coi số lượng mận nó coi. 4 5 6 Chúc hai ăn hết rồi. Ông bả già. 9 10 Bắt ăn hết. 11 12 Xanh không à? 13 là hiệu quả tính chính đó anh. Tính trái chính rồi nha. 15 Tính trái. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anh đếm anh đi. 25 26 27 Tới em đi. Tới em đi theo thứ tự tới em đi. Nó 27 trái đó. Đâu đâu đếm cho ba nè. 11 12 rồi. Đếm đi sao? 13 14 15 16 17 Đếm đi 12 25 13 27 16 11 30 18 12
bốn chục, 20, 21, 23, 24. Ừ, được được, 5, 6, 7 bằng đó hả? 7 đó là đủ bằng luôn hả? 28. Để qua anh nha. Để tao tính tay không? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 17, 18, 19, 20 21, 23 Thôi ăn hết nha. 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 35, 36, 37 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45 46, 47, 48, 49 50. Trời ơi, hái gấp đầu tụi em luôn. Ăn đi, giờ ăn nè. Hả? Cái mận. Chà. Vậy là anh 3 điểm phải không? Em 2 điểm, kia 1 điểm. Ủa, hai thằng bằng nhau hả? Ủa, đúng rồi, 8 trái. Nó lựa trái nào, chín, thấy không? Cái nhà vườn người ta hái khác nha liền. Đều nè. Trời ơi, trái người ta chín dày. Cái này cũng được vậy, có sao đâu. Nè. Nó cháy rồi à. Ngon, chát. Ngon mà, cái này ngon à. Anh cứ vậy. Nói chung xanh xanh trong muối ăn được hết á. Tôi cũng có hái bông được rồi. Nè, giờ bắt đầu thi ăn hết đi nè. Ăn hết chút ra mấy ông nội nè. Không hết là đem về. Bây giờ nè, bây giờ ăn không dùng tay. Ăn trong vòng 3 phút. 3 phút là nào ăn nhiều nhất. Tướng mập này là biết rồi, em ăn chót rồi đó. Miễn sao chừa cái điện thoại em tính bây giờ đi. Miễn sao chừa cái nấm này chứ sao đúng không? Thôi, còn muốn ăn cùi luôn cũng được. Ăn cái này nếu mà ăn nhiều á, nút cắn một cái hết á thì cũng sâu với dồi mà ăn luôn trong đó. Béo béo gì đâu mà ăn đi, có lẽ gì hái xong không ăn. Đến thợ tính giờ đi. Rồi điện thoại nãy đâu? Thợ nãy giục ngoài kia rồi. Wow. Wow. Này ngon lắm nha quý vị. Dạ. Không có máy trái, có máy trái hình đó. Con ngon không? Có máy trái của anh nó xanh thiệt. Xanh lét luôn á. Cái này chủ yếu là anh phá chứ anh đâu có. Lên nè, cái ly quả đỏ này nè. Còn đi. Nhà mấy phút? Hả? 2 phút mà anh. 3 phút. Okay. Ủa ăn rồi sao tính tay trái được ta? Bác à, cùi lại chứ. Ăn sao tính trái được? Thì chừa cái cùi lại. Cùi lại. Tính cùi lại không quên ăn cùi luôn sao? Cùi là lỗi gánh chịu. Ừ. Không mà ai ăn được luôn cái cùi tăng cho 2 trái. Thôi. Cùi đắng. Ủa nhựa mấy cái nhỏ nhỏ này cắn ụt cái hết trái. Ụt hết trái rồi. Thì đó. Ăn chưa cùi lại nha. Đứa nào ăn luôn cùi không tính gánh chịu đâu. Tại không đứa nào mua như thế rồi nè. 1, 2, 3 chưa. Rồi chuẩn bị chưa. Chuẩn bị nha. Vô. Ủa ăn không ăn tay luôn hả? Không ăn không dùng tay. Bạn chưa vậy từ 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 đã. Từ từ. Con chơi gì chơi diễn gian. Chơi gì kỹ ba. Dựng lên để ăn. Thôi gọi nè, thôi nè. Chuẩn bị đi, đúng giờ đi. 2 chưa mập. Chưa? 2 mập. 1 2 3. Không có bị cổ. Mấy con dồi luôn.
Cảm ơn con nha. Ngon quá con bé ngồi. Đó lụm lại không nè. Cái này mà tính gì? Cái tính gì? Cắn con nhím à. Tính hết chứ. Ba là được rồi. 1 2 3 4 5 thấy không? Anh thắng chưa tính là em là sâu cái đó. Anh thắng vậy là tụi em ăn hết rồi, đứa nào thua ăn hết đám mặn này. Cảm ơn nha. Đứa nào thua ăn hết đám mặn này. Không, hai đứa em đều nhau á. Dạ, em 6 trái mà. Dạ. Em 6 trái thì nó 5 trái. Rồi ổng 5 trái ổng thua. Nhưng mà nãy em thua nó. Rồi vậy hả? Rồi hai đứa đều, anh hả? Thôi mình dọn vô đi, hai anh em mình xử sao, tính sao đi. Rồi, chơi vui quý vị khán giả. Trong lúc chờ cá chín, như là cá chín xong rồi, giờ vừa với em. Các bạn chuẩn bị chuyển qua ăn cá. Mấy mặn này là một lát người sẽ đâm muối ớt ăn hết. Mặn nữa mà ngon. Cái này không chỉ có mấy trái này là bị hái thôi à, còn mấy trái này ăn được rồi, ngon nè. Chua chua mà ngọt. Ừ. Đó, chín quá bị dồi. Chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Bye bye. Bye.